Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cái quy trình ra một cái đề thi thử của thầy Thành nhé. Hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2024. Ngoài trời đang mưa rào rất chi là to. Trong khi thầy vừa mới đục cái cửa sổ cho phòng bé Châu Anh, hy vọng mưa nước không vào. Nếu mà vào chắc trôi luôn cả nhà. Rồi, chúng ta bắt đầu với cách ra một cái đề thi. Đây là cái quy trình để làm cái đề thi thử cho các bạn để hoàn thành cái cuốn sách 70 cái đề thi tuyển sinh chuyên tin và gửi tặng các bạn. Hôm nay hôm trước chúng ta đã xong bài đề số 6 rồi. Hôm nay chúng ta sang tiếp đề số 7. Đề số 7 là bạn A7. Đề thì ta sẽ xoay quanh, hôm nay ta rút xuống đề chỉ còn 3 câu. Rồi, ta sẽ lấy một cái nội dung nào đó hay. Là ta sẽ lấy một cái dữ kiện nào đó ở trong các cái bài tập có sẵn để làm một đề mới, một cái đề hay được gọi là một đề mới chưa từng gặp ở trước đây. Ok, ta làm một bài chu vi và diện tích của tam giác. Vừa rồi mình đã lấy được một cái background của một bài rất hay, là đề bài là cho các cạnh độ dài AB, bây giờ mình tính chu vi và diện tích của tam giác. Vậy thì ở bài này ta sẽ lấy cái dữ kiện này. Vậy thì hãy cho biết chu vi của tam giác và diện tích của tam giác này. Mình biết số Pythagore chứ không phải tam giác bao nhiêu kia. Đây là ta có một cái bài kiểu nào về thứ hai. Một bộ ba số Pythagore hay gọi là Pythagore là một bộ ba số Pythagore gồm 3 số nguyên dương ABC sao cho A bình cộng B bình bằng C bình. Rồi, khi đó ta biết ABC là bộ 3 số nhỏ mà được tổng cộng 5. Bộ ở trong đây thì cả bộ cho nên A, cho nên B, cho nên C. Bộ số nguyên K, dương K bình cũng là bộ số Pythagore. Thì bây giờ các bạn sẽ đang được bài số nguyên tố hơn nếu ABC là bài số nguyên tố cùng nhau.
Vậy thì biết rằng là số nguyên tố cùng nhau là số có ước chung lớn nhất bằng 1. Thế là ta sẽ dữ liệu vào bây giờ đề bài, bây giờ chúng ta bài tập này là A bài A 2 để bật nó thành chữ hoa. Để ra được một cái đề hay thì chủ yếu là do cái tính chất sáng tạo của tác giả. Bây giờ chúng ta đang có một cái bài toán quay về cho ba số ABC kiểm tra xem nó có là một cái bộ ba số Pitaro nguyên tố hay không. Đấy. Vậy thì dư ghi số nguyên dương AT nào đi. Dòng 2 ghi là số nguyên dương ta làm đến đâu ta định dạng văn bản đẹp của người luôn để sau khi làm xong một đề ta cho là người ta phải ghi rõ yêu cầu của bài toán để tránh những người đọc hiểu đọc xong đề không biết đề cho cái gì và hỏi cái gì. Cho n và dãy số một và hai nguyên dương hãy đếm số bộ, hãy đếm số lượng bộ số IZK hơi một khác nhau sao cho hai hai gì AK. Là một bộ ba số một hai ba. Kiếm một cái ví dụ hơi khó này. Nên khi mà các bạn nhận được một cái đề mới để làm thì rõ ràng cái đề này nó được do công sức của người biên soạn rất nhiều ở bên trong đấy, trong đó có tính đúng đắn cái ý tưởng để kiểm tra kỹ năng lập trình của các bạn ở đâu, đang ở đâu. Nên khi mà các bạn nhận được một cái đề, hy vọng các bạn trân trọng cái đề đấy và làm bài với một cái mức độ quyết tâm nhất. Không có cái bộ số Pythagore nào.
đưa tìm những người các cái hoán vị của cách chọn tôi tính là một cách chọn về đề bài cho số nguyên dương n n là cho cho nhỏ bằng 5 đi. Kết quả ta nên sử dụng các chức năng định dạng văn bản là ghi ra là này số lượng người ta hỏi là hãy đếm số lượng bộ số đôi một khác nhau. Vậy cái mà ta đưa ra ta có thể vẽ lấy các hình hoặc là kiếm một cái hình thật đẹp của tam giác Pythagore. Có cái hình nào mà thật ấn tượng phải có cái hình này khá đẹp. Bên cạnh đấy thì để giữ bản quyền thì khi các bạn lấy một cái hình ảnh ở đâu thì ta cũng nên trích cái hình ảnh này chúng ta đã lấy ở đâu thì nhảy xuống rồi. Cái hình có cái hình vào trong đề thì cũng sẽ giúp cho đề của chúng ta nó trông nó thú vị hơn. Ủa, cái này nó ở đề dưới này. Ta có thể đánh số lại số thứ tự. Như vậy ta đã xong được rồi, cho n rẽ một hai điểm số lượng bộ số đôi một khác nhau sau là một bộ số Pythagore. Ta bỏ hắn ra, ta chạy trên mình đấy. Và khi đó thì cái đoạn test của chương trình thì chúng ta có thể lấy ở đây ta có một bộ vì ta có mỗi một tam giác mà, và tam giác đấy cũng phải là tam giác Pythagore, các ước chung nguyên tố của nó bằng một đấy. Như vậy đây là test ta đang chạy bằng cơm, để chính xác nhất thì tác giả nên code cái bài làm như vậy. Trên đây là ta đã ra được một cái đề là sau khi làm xong thì ta có cho bộ số ta dịch kiểm tra lại các lỗi chính tả, số nguyên tố cùng nhau, ta cho đậm ra để tránh cho thí sinh hiểu sai đề. Chung với nhất bằng một, cho n rẽ một a n hãy đếm số lượng bộ số IJK đôi một khác nhau sao cho AIAJK là một bộ số Pythagore nguyên tố đấy. Ok, cái này ta có thể thêm ra trong đề bài, ta thêm giải thích đề nhé, không phải thí sinh nào cũng có khả năng tổng hợp phân tích và tổng hợp và hiểu được đề, nên khi tác giả ra đề cũng nên có cái giải thích tại sao ta đưa ra được kết quả bằng một.
có một cách chọn là bộ số 345 EZK, chỉ số là 234. Có các phần tử là A3 có giá, A2 có giá trị bằng 3, 4, 5 là ba cạnh của tam giác Pythagore. Và ước chung và 4 3 5 4 5 là cặp số nguyên tố cùng nhau. Ta nên giải thích rõ để cho các bạn học sinh có thể hiểu rõ được đầy hơn. Cái chúng ta đang cần là kiểm tra kỹ năng lập trình của học sinh, chứ ta không phải là một đánh đố học sinh có thể hiểu đề hay không. Tất nhiên ở các cái đề mà có tính chất cần phải kiểm tra đấy thì ta cũng nên nó ở cái mức độ là vận dụng cao hay là như thế nào. Còn ở mức độ ban đầu thì chúng ta nên đưa ra một cái bài toán mà để ta có thể kiểm tra được kỹ năng lập trình của học sinh. Rồi như vậy là trên đây thầy Thành vừa hướng dẫn các bạn cái cách để ra một cái bài toán lập trình mới, để ra một cái đề thi thử trong cái tuyển tập đề để mà thầy đang xây dựng cái bộ đề 70 cái đề thi chuyên tin, và hy vọng là các bạn sẽ đón nhận và sử dụng cái tài liệu học tập này một cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao. Chúc cho các bạn là học sinh thi ôn thi chuyên vào năm học 2024-2025 đạt kết quả cao. Chúc các bạn may mắn và tất nhiên thành công nữa. Chúc các bạn học tập tốt. Bye bye. Các bạn nhớ like, share, comment kênh YouTube giúp thầy nhé. Trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành của thầy có toàn bộ video lời giải bài giảng của tuyển tập đề này. Các bạn nhớ theo dõi nhé.